vị thân mến, chính sự rối ren, việc có thể tiên lượng trước một việc sẽ giúp cho một con người có cuộc sống ổn thỏa hơn. Thế nhưng với khai quốc công thần nổi tiếng thời Minh Lưu Bá Ổn thì sao? Liệu ông có tiên tri được trước cái chết của mình hay không? Mời các bạn cùng đón xem trong video ngày hôm nay. Sơ lược về Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn là một người rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, là một đại quân sư có tài, có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng. Lúc còn rất nhỏ, ông được mọi người trong thôn gọi là Thần Đồng. Sau khi trưởng thành, ông trở thành một người quái dị. Con mắt nhìn người của Lưu Bá Ôn cũng vô cùng đặc biệt. Không những có thể dễ dàng phân biệt được một người tốt xấu như thế nào, mà còn có thể dự đoán trước được tương lai của họ. Tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn. Câu ca dao này thậm chí còn nhấn mạnh Lưu Bá Ôn xuất sắc hơn cả Gia Cát Lượng, bởi Gia Cát Lượng mới chỉ giúp Lưu Bị giành được 1/3 thiên hạ, còn Lưu Bá Ôn lại giúp Chu Nguyên Chương giành lại cả Giang Sơn. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện về Lưu Bá Ôn, những lời dự báo trước của ông như Thiêu Bính Ca, Bách Tự Bi kỳ lạ và huyền bí. Trong đó người ta nói rằng ông có thể hô mưa gọi gió, liệu sự như thần, có thể dự đoán những sự việc trước và sau 500 năm, được coi là một vị thần biết hết được mọi sự việc. Truyền thuyết dân gian chắc hẳn sẽ có phần hư cấu và phóng đại, nhưng Lưu Bá Ôn trong lịch sử quả thực là thần thánh. Ông là người Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Theo một số tư liệu lịch sử, từ nhỏ ông đã có thể đọc lướt 7 dòng cùng một lúc, đọc đến đâu nhớ đến đó. Sự thông minh thiên bẩm của ông được thể hiện ở những sự việc như khi người lớn đọc cuốn Kinh Xuân Thu còn thấy phức tạp và khó hiểu, ông đã có thể hiểu và suy ra được những nội dung cốt lõi khi mới chỉ 14 tuổi. Bởi vậy người trong thiên hạ mới gọi ông là bậc kỳ tài. Ở tuổi 17, ông đọc nhiều sách vở, tích lũy nhiều kiến thức, trở thành một bậc thánh nhân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tinh thông binh pháp, toán học. Tới năm 23 tuổi, ông đỗ tiến sĩ, làm quan địa phương dưới thời Nguyên, nhưng rồi từ chức do quan trưởng hủ bại, quan viên tham ô. Cuộc gặp gỡ giữa Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương. Thời trẻ, Lưu Bá Ôn từng đi chu du thiên hạ với mục đích để học hỏi, lĩnh hội những kiến thức mới. Có một lần cơ duyên giúp ông vô tình gặp Chu Nguyên Chương. Khi đó Chu Nguyên Chương đang nằm trên một bãi cỏ xanh, miệng ngậm một cọng cỏ, mắt ngước lên nhìn trời đầy tâm tư. Lúc này Lưu Bá Ôn khoảng 25 tuổi. Chu Nguyên Chương lúc đó là một thanh niên không có chí hướng và đang cảm thấy mù mịt về cuộc sống tương lai. Thời điểm này như bao con người khác trong xã hội, ông chỉ nghĩ làm sao có thể giải quyết một vấn đề rất đỗi bình thường, đó là cơm ăn áo mặc hàng ngày. Thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn cảm thấy vô cùng hoảng sợ và có một niềm tin chắc chắn rằng Chu Nguyên Chương sẽ trở thành một bậc đế vương trong tương lai. Người này trông không khác gì những người bình thường, chỉ có điều lúc đó Chu Nguyên Chương nằm bẹp trên cỏ, duỗi thẳng tay chân ra và bày ra dáng hình chữ đại. Đồng thời lúc đó, ngay trên đầu Chu Nguyên Chương lại có một cái đòn gánh đặt ngang tạo thành chữ thiên. Tiếp theo đó một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể của Chu Nguyên Chương cũng chuyển động theo. Do những thay đổi của cơ thể nên chữ thiên ban đầu cũng bị thay đổi và tạo thành chữ tử. Hai chữ thiên và tử kết hợp lại với nhau sẽ thành chữ gì? Chẳng phải đó chính là chữ thiên tử sao? Lưu Bá Ôn cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Con người trước mặt chắc chắn là thiên tử trong tương lai. Vì thế Lưu Bá Ôn đã quyết định sẽ giúp đỡ chàng trai trẻ này. Ông đã tiến lên phía trước gọi Chu Nguyên Chương dậy, rồi giới thiệu một cách đơn giản về bản thân mình. Sau khi làm xong tất cả những việc trên, Lưu Bá Ôn mới hỏi tên tuổi và sinh thần bát tự của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương đã trả lời từng câu một rất thành thực. Sau này có thể nói, nếu như không có sự trợ giúp từ phía sau của Lưu Bá Ôn, về cơ bản Chu Nguyên Chương không thể đạt được thành công. Tất nhiên, đến cuối cùng Lưu Bá Ôn cũng trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Chu Nguyên Chương. Mặc dù hai người cách nhau 17 tuổi, nhưng tình nghĩa giữa hai người đã vượt xa những tình cảm thông thường. Lưu Bá Ôn đi theo phò tá Chu Nguyên Chương từ năm 1360. Khi đó Chu Nguyên Chương đang rất khí thế, đánh chiếm một góc của Giang Nam với trung tâm là Phủ Ứng Thiên, nay là thành phố Nam Kinh. Vào thời điểm này, nghĩa quân của ông rơi vào thế gọng kìm vô cùng nguy hiểm, cùng lúc phải đối mặt với lực lượng của Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành. Lưu Bá Ôn đã đề xuất chiến lược tránh hai mặt trận và tiêu diệt mỗi bên, giúp Chu Nguyên Chương tiêu diệt Trần Hữu Lượng trước, tiếp theo là Trương Sĩ Thành. Sau đó tiến quân lên phía Bắc đánh Nguyên Mông và thống nhất Trung Quốc. Lưu Bá Ôn đã có công lớn trong việc thành lập nhà Minh, là quân sư đầu tiên của nhà Minh và được Chu Nguyên Chương nhiều lần gọi là tử phong của ta. Tử phong chính là Trương Lương, mưu sĩ của Lưu Bang, được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Năm Hồng Vũ thứ 3, tức năm 1370,
Minh Thái Tổ phong cho Lưu Bá Ôn làm học sĩ Hoàng Văn Quán. Tháng 11, khi Minh Thái Tổ phong chức công thần, Lưu Bá Ôn không cầu danh lợi, không tự xem mình là công thần, nhiều lần khiêm nhường, vì vậy chức quan của ông thấp hơn những công thần khác. Làm khai quốc giật vận thủ, chính văn thần, tư thiện đại phụ, thượng hộ quân, phong thành ý bá, hưởng bổng lộc 240 thạch, nếu như là thừa tướng, bổng lộc hàng năm là mấy ngàn thạch. Năm thứ hai, khi Lưu Bá Ôn 60 tuổi, ông nhận ân điển ban thưởng lần cuối rồi cáo lão về quê. Quy ẩn trong núi vẫn bị hãm hại. Sau khi hồi hương, ông quy ẩn trong núi, Lưu Bá Ôn hàng ngày chỉ lấy việc đánh cờ uống rượu và văn thơ làm niềm vui, không bao giờ kể lể hay tự cao tự đại với bất kỳ ai về công lao của mình. Lưu Bá Ôn hành sự vô cùng cẩn trọng, đến quan địa phương ông cũng không qua lại, nhưng sau cùng vẫn bị tên thừa tướng Hồ Duy Dung hãm hại. Nguyên là trước đây Lưu Bá Ôn từng nói có một mảnh đất là sao huyệt của bọn cướp muối. Trước đó đã có người tại nơi đó tạo phản, nên thỉnh cầu triều đình thiết lập tuần kiểm ti canh giữ. Bấy giờ, đúng lúc đó có đào binh tạo phản, các quan viên đều che giấu không báo cáo. Lưu Bá Ôn liền kêu con trai trưởng là Lưu Tiễn đem chuyện này tâu lên trên, nhưng lại không thông báo trước với huyện Trung Thư, lúc đó đang là Hồ Duy Dung, dùng thân phận tả thừa tướng quản lý. Vì vậy mà Hồ Duy Dung đã ôm hận trong lòng, phái quan viên dưới trướng của mình công kích Lưu Bá Ôn. Nói rằng mảnh đất này có vượng khí đế vương, Lưu Bá Ôn muốn dùng mảnh đất đó làm mộ địa của mình, bởi vì bá tánh nơi đó không đồng ý. Lưu Bá Ôn liền xin thiết lập tuần kiểm ti để đuổi bá tánh đi. Tuy rằng Minh Thái Tổ không trách tội Lưu Bá Ôn, nhưng thực sự trong lòng ông cũng bị lay động bởi những lời bàn tán này, cho nên đã cắt đứt bổng lộc của Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn lúc này cảm thấy sợ hãi nên vào triều tạ tội, sau đó ở lại kinh thành không dám quay về quê nhà. Không lâu sau, Hồ Duy Dung lên làm thừa tướng, Lưu Bá Ôn đã đau buồn mà than rằng: "Nếu như lời của ta không ứng nghiệm, vậy thì chính là phúc của chúng sinh." Lưu Bá Ôn vì chuyện này mà vừa đau buồn vừa phẫn nộ dẫn đến sinh bệnh. Nói đến đây, chúng ta cùng nhìn lại một chút tính chất của con người và thời cuộc thế này. Là mưu sĩ hàng đầu dưới trướng của hoàng đế, Lưu Bá Ôn có mưu lược hơn người, công lao vượt xa nhiều người. Đồng thời, Lưu Bá Ôn cũng rất am hiểu về phong thủy, thường dự đoán những chuyện sắp xảy đến trong tương lai. Song cũng chính vì như vậy, một Lưu Bá Ôn với công lao to lớn tất sẽ gặp phải sự chèn ép và kiêng kỵ của Chu Nguyên Chương. Vào thời điểm vương triều nhà Minh mới thành lập, luận công lao ban thưởng thì Lưu Bá Ôn xứng đáng để lên hàng thừa tướng, nhưng ông lại chỉ được phong hàm bá tước nhất đẳng. Vị trí này không chỉ thấp trong hàng tước, mà ngay cả bổng lộc cũng là thấp nhất trong hàm bá tước khác. Về phần Chu Nguyên Chương, ngay từ khi chính quyền nhà Minh dần ổn định hơn, ông ta có lẽ đã học được bài học trị quốc từ các vương triều đi trước. Tức là khi mở ra triều đại mới thì phải tiến hành một cuộc thanh tẩy các vị đại thần khai quốc. Chính vì thế cho nên những người đã từng theo Chu Nguyên Chương đánh đông dẹp bắc giành thiên hạ cũng chẳng được mấy người có kết cục tốt đẹp. Trong số đó, vị đế sư Lưu Bá Ôn, một trong những người có công giúp Chu Nguyên Chương thuận lợi lên ngôi hoàng đế, chính là một trong những người bị thanh trừ. Tháng chạp năm Hồng Vũ thứ 8, tức năm 1375, Hồ Duy Dung phái đại phu đến khám bệnh cho Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn uống xong hai thang thuốc, trong bụng liền xuất hiện hai vật lạ giống cục đá to bằng nắm đấm. Ông ôm bệnh đến gặp Minh Thái Tổ để nói rõ tình hình. Minh Thái Tổ cũng không tra xét, sau đó bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Đến tháng 3, Minh Thái Tổ đã lâu không nhìn thấy Lưu Bá Ôn, liền phái người đi thăm hỏi, mới biết Lưu Bá Ôn không thể ngồi dậy nổi. Sau đó đích thân soạn văn ban cho Lưu Bá Ôn phái đặc sứ hộ tống ông về quê. Lưu Bá Ôn biết được rằng tính mạng mình đã chẳng còn bao lâu nữa, cho nên trước lúc lâm chung, Lưu Bá Ôn đã dặn dò các con trai của mình hai việc. Việc thứ nhất, giao cho con trai cả là Lưu Liễn dặn dò đem cuốn sách Thiên Văn Tâm Huyết cả đời mình dâng tặng cho Chu Nguyên Chương. Còn việc thứ hai, giao cho con trai thứ là Lưu Cảnh dặn đem tất cả cá mà ông đã câu được bỏ vào trong sọt cá. Sau đó đem sọt cá bỏ vào trong một cái vại lớn, rồi cũng đem dâng cho Chu Nguyên Chương. Sau khi nhận được di vật của Lưu Bá Ôn, Chu Nguyên Chương không hiểu được hàm ý của ông. Phải đến tận 17 năm sau, Chu Nguyên Chương mới hiểu được thâm ý của người quá cố. Cá bơi trong vại nước, nhưng cái sọt cá lại quá nhỏ, quá chật, khiến cho bọn cá lớn chẳng chịu nhường nhau, cuối cùng buộc phải chen chúc với nhau rồi chết bởi vì không gian quá hẹp. Sau khi hiểu được ẩn ý của Lưu Bá Ôn, Chu Nguyên Chương hối hận nhưng lại đã quá muộn. Bấy giờ ông đã lập cháu trai Chu Doãn Văn lên làm thái tử, mà như thế thì nên đưa các vị hoàng tử khác rời khỏi kinh thành. Chu Nguyên Chương đã hạ lệnh phong các vị hoàng tử khác làm phiên vương, làm như vậy sẽ tránh được tranh đấu quyền lực trong hoàng thất lúc nhất thời, nhưng bấy giờ lại đã quá muộn.
Công nguyên năm 1399, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương băng hà, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn trở thành vị hoàng đế thứ hai của vương triều nhà Minh. Nhưng chỉ 3 năm sau, Yên Vương Chu Đệ phát động Tĩnh Nan chi dịch. Trận tranh đoạt quyền lực này kết thúc khi Chu Đệ giành được thắng lợi, mà Chu Doãn Văn sau đó cũng bặt vô âm tín, không có tin tức gì, lưu lại một dấu hỏi chấm đầy bí ẩn trong lịch sử. Nếu như Chu Nguyên Chương sớm hiểu được thâm ý của Lưu Bá Ôn, có lẽ sau khi ông chết đi cũng không có màn tranh đoạt quyền lực như vậy. Nhưng bấy giờ Chu Nguyên Chương nghi kỵ công thần khiến bản thân đánh mất thời cơ tốt. Việc này cũng khiến các thế hệ sau cúi đầu khâm phục trước khả năng thần cơ diệu toán của Lưu Bá Ôn. Quay trở lại với cái chết của Lưu Bá Ôn, Lưu Cơ về đến nhà được một tháng thì mất tại quê nhà vào ngày 16 tháng 4, hưởng thọ 65 tuổi. Tháng 6 cùng năm, ông được mai táng tại Nguyên Lễ, Hạ Sơn. Trước đó, ông đã để lại 16 chữ cho hai con trai là Lưu Liễn và Lưu Cảnh. Không được làm địch với Hồ Duy Dung, không được đi quá gần với Chu Lệ. 16 chữ di ngôn của Lưu Bá Ôn sau này đã ứng nghiệm. Chỉ tiếc là Lưu Liễn và Lưu Cảnh không nghe theo. Kết quả, Lưu Liễn làm địch với Hồ Duy Dung nên bị Hồ Duy Dung giăng cạm bẫy mà chết. Còn Lưu Cảnh lại đi quá gần với Chu Lệ. Song sau khi Chu Lệ xoán ngôi và trở thành hoàng đế, con người chính trực như Lưu Cảnh không những từ chối làm quan mà còn từ chối gọi hoàng đế, chỉ gọi là điện hạ. Kết quả, Lưu Cảnh bị Chu Lệ nghi kỵ rồi tống vào ngục, cuối cùng bị bức phải tự sát. Hai con trai của Lưu Bá Ôn vì không nghe di ngôn của cha mà dẫn đến họa diệt thân, kết cục còn bi ai hơn cả cha mình. Sau này khi Lưu Bá Ôn chết rồi, những người trước đó bị Lưu Bá Ôn đánh giá trước mặt Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương như Dương Hiến, Uông Quảng Dương và Hồ Duy Dung đều phạm tội và bị Minh Thái Tổ giết chết hoặc ban cho cái chết. Trung thừa Đồ Tiết cùng làm việc với Hồ Duy Dung nói rằng Lưu Cơ chết là do bị Hồ Duy Dung hạ độc. Lại nói không lâu sau khi Lưu Bá Ôn qua đời, có lời gièm pha nói rằng ông đã tìm đến nơi phong thủy tốt của thiên tử để xây lăng mộ. Chu Nguyên Chương biết được lập tức cho khâm sai phái người đào phần mộ của Lưu Bá Ôn. Khi đào đến mộ phần, người ta thấy một điều rất kỳ lạ. Trong quan tài không có người, chỉ có một quyển sách. Những người hiếu kỳ mở sách ra xem thì sợ đến ngây người. Đây chính là một quyển luật của triều Minh, chương đầu tiên ghi 6 chữ. Người mở quan xem xác, trảm. Thì ra Lưu Bá Ôn đã sớm dự tính được rằng Chu Nguyên Chương với rất nhiều nghi kỵ sẽ đào mộ phần, nên dùng cách trộm xà đổi cột. Lệnh cho con trai chôn thi hài của mình một cách lặng lẽ, còn phần mộ an táng theo cách khua chiêng gióng trống thì chỉ có một quyển luật Đại Minh. Sau khi khâm sai trình lên quyển luật Đại Minh, Chu Nguyên Chương xem xong mới thở dài. Lưu Bá Ôn dự liệu như thần, quả nhiên là nhân tài ngàn năm khó gặp. Là một thần tử, Lưu Bá Ôn cho dù chết đi vẫn không quên bày mưu tính kế vì Chu Nguyên Chương, lòng trung thành tận tâm của ông vẫn khiến người khác phải tiếc nuối. Còn Chu Nguyên Chương thân là hoàng đế khai quốc, thủ đoạn và hành vi mà ông đối xử với các công thần khai quốc có lẽ nên để lại cho lịch sử phán xét. Sau này khi Lưu Bá Ôn chết rồi, những người trước đó bị Lưu Bá Ôn đánh giá trước mặt Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương như Dương Hiến, Uông Quảng Dương và Hồ Duy Dung đều phạm tội và bị Minh Thái Tổ giết chết hoặc ban cho cái chết. Trung thừa Đồ Tiết cùng làm việc với Hồ Duy Dung nói rằng Lưu Cơ chết là do bị Hồ Duy Dung hạ độc.